ở ngoài sao ạ? Trong tivi. À vậy Lê Vũ Lâm và Hiếu thứ hai ai đẹp hơn à? Ở đây biết Hiếu thứ hai không? Ủa Bảo Lâm và Hiếu thứ hai ai đẹp hơn? Ai? Hỏi lại lần nữa nè, tập trung qua máy quay, Bảo Lâm và Hiếu thứ hai đẹp hơn? Nhỏ thì lì ghê. Dạ vâng, đầu tiên xin phép em gửi đến các anh công an. Dạ chào các anh trước, các chị công an và toàn thể các chị em phụ nữ có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Dạ, xin tự thiệu, tên là Lê Dương Bảo Lâm, quê thì khá xa xăm, bà tận Long Thành, Đồng Nai, đón xe mới vào. Ồ quá, nè lên diễn đi, nè. Sao tao nói tên này mà sao cứ giọt giọt hoài? Đáng bảo tao về diễn thì đấy, tao thoại đi. Sao mà ngồi khán giả mà thoại quá à? Sao chị? Bà nói gì? Mòn tao. Bà mà hoài đời tôi quánh bà liền. Bà vô đây tôi nhịn bà đó, chứ hoài đời tôi cào bà rồi đó. Dạ chào đợi, dạ em tự thiệu, tên là Lê Dương Bảo Lâm, quê thì khá xa xăm, ở tận Long Thành, Đồng Nai, đón xe mới vào. Một hôm đang live stream ồn ào, em nghe là trại số 5 đã có chương trình văn nghệ rất là vui. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, em đã quyết định mặc ngày hôm nay. Bây giờ em chỉ thầm mong tất cả mọi người giúp ủng hộ hết mình, cảm ơn thật lớn luôn ạ. Dạ thưa quý vị, mùa xuân đã về. Sao nghe ra dễ quá hả? Ok. Lại đây đừng coi luôn hả? Đừng coi luôn hả? Có không? Rồi, đó coi đây vậy. Ok, cái gì cũng coi đúng không? Ok, mùa xuân đã về rồi. Xin chúc tất cả chị em phụ nữ đây, chúc tất cả anh công an luôn. Dạ, một năm mới phát tài phát lộc, tiền xuân đường nét áo. Một năm mới phát tài phát lộc, thấy không? Ta đàng hoàng, ta nói chuyện, ta quạt. Bài sao mới chực, bà bóc, bà hốt, bà làm. Bà khao khát tôi lắm hả? Lâu lâu mấy cây đẹp lên hay gì? Trời ơi, vô bà chờ, bà làm cái gì đó. Sao mãi quá anh để ý bà này, bà tên gì vậy? Bà tên gì vậy chị? Bà Trà My ở phòng số mấy? Dạ anh công an ơi, nhớ là bà Trà My phòng số 10 nha. Mã là có cái dấu hiệu là móc thuốc, là mà móc đồ này nọ đó. Em vừa đi quen bà móc em liền luôn đó. Còn có biết sao bà vô đây là bà móc rồi đó. Đó trời, đúng không? Tự nhiên đang đi quen cái móc cái gì đây? Sơ hở là móc à. Ở đâu quên rồi, mẹ nói gì vậy? Đang thúc đúng không? Đừng có nghẹo tôi nữa. Im lặng nha, đang nhớ văn mà nó đẹo cái quên văn luôn, rất dễ sợ. Ở năm Đồng Nai, dạ năm mới xin chúc tất cả chị em ở đây, dạ anh chúc công an một năm mới phát tài phát lộc, tiền xu đầy túi, tiền giấy đầy bao, đi ăn được thao về nhà được trước, tiền đi bỏ trước hộp sò đi bỏ sau, tiền đầy túi, tình đầy tim, sung sướng ban đêm, hạnh phúc ban ngày. Lời chúc hay cậu ta là lớn luôn à. Ngày hôm nay Lê Vũ Lâm sẽ có những tiết mục đồ này nọ, mọi người muốn em xiết lắp vòng múa lửa nút dao nút kiếm livestream xiết làm gì nuốt em hả? Dạ rồi bây giờ mình làm gì ạ? Bây giờ em hát đây tới 9 giờ tối lần, bây giờ phải đây vui vẻ nha. Làm gì ạ? Hát hò đi ha. Ok rồi, trước khi ra vẽ thì bây giờ mình mở màn một bài xuân thật là dễ thương và đáng yêu, ca khúc được mang tên ở đây. Các ai bị thiếu nợ không? Tết mà đừng có quạt nữa. Bà quạt mà thấy gì? Bà muốn cái gì? Bà bóc, bà hút, bà quạt cái gì bên ngoài? Nhỏ này sợ ghê á. Sao mà mấy đứa này con đứng hàng đầu vậy? Ở đây ok nè. Ghê. Rồi sao đậu cái ra bàn lên đầu vậy? Ý bị không? Che đầu lắm, cho chị che là không có kéo đồ của chị. Là bị thiếu đúng không chị? Lạnh mỏi ác đúng không? Được rồi, dạ. Rồi bây giờ sẽ là một ca khúc rất là dễ thương và đáng yêu. Vâng, một ca khúc sáng tác của Lâm. Sau khi ra rồi thì không ai đi mời cả, không ai mời đi show cả. Đó, thì bây giờ chỉ có dịp hát ở đây thôi. Chúc mọi người, anh chị, cô bác một năm mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc.